Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách trồng xà lách tím chịu nhiệt. Với giống xà lách tím này thì mình đã trồng rất là nhiều vụ rồi. Mình thấy đây là một giống xà lách ngon, dễ trồng, kháng bệnh tốt, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Mùa vụ thích hợp để trồng giống xà lách tím này, nếu như có nhà màng thì các bạn có thể trồng được quanh năm. Còn nếu như các bạn trồng lộ thiên như mình thì các bạn nên trồng vào vụ thu đông hoặc là vụ hè. Đa số các loại xà lách đều ưa thời tiết mát mẻ cho đến lạnh, cho nên xà lách tím này mà mình trồng được vào vụ thu đông đó, thời tiết mát mẻ hanh khô thì cây xà lách phát triển rất là tốt, cây vẫn to mập hơn so với mình trồng mùa hè. Để cập nhật những video mới nhất từ kênh chia sẻ kinh nghiệm làm vườn của mình thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn rung chuông để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng với mình bắt tay vào để trồng xà lách luôn nha. Rồi đầu tiên thì mình chia sẻ cách trộn đất trước. Đất này sau khi trộn xong thì mình sẽ dùng để gieo hạt và để trồng xà lách vào trong cái chậu đất này luôn nha. Đầu tiên thì mình cho vào trong chậu là 50% đất thịt, hay còn gọi đất vườn, đất đã trồng cây rồi đó các bạn. Rồi để cho cái chậu đất này được giàu dinh dưỡng và tơi xốp hơn thì 50% còn lại mình cho vào đây là mùn dừa đã qua xử lý. Cho trấu thì mình mua sao về dùng vậy, không cần phải xử lý gì hết. Cuối cùng thì mình thêm vào đây là phân chuồng đã ủ hoai mục và đã qua xử lý. Hôm nay mình dùng phân bò nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Ngoài phân bò ra thì các bạn có thể thay thế bằng phân chuồng quế, phân gà hoặc là phân dê. Phân nào đã ủ hoai mục và đã qua xử lý thì có thể dùng để trồng rau được hết nha. Đất sau khi trộn xong thì mình có thể gieo hạt vào liền. Gói hạt giống thì mình để bên góc trái của màn hình, các bạn có thể xem qua giúp mình. Đây là hạt giống của Mỹ, thời gian sinh trưởng là 50 ngày. Trước khi gieo hạt thì mình có múc ra một ít đất để sau khi gieo hạt xong đó thì mình lấy cái đất đó mình phủ lên trên. Cái lớp đất này mình phủ vừa phải thôi, vừa đủ che kín hạt giống bên dưới là được rồi. Cuối cùng thì mình sẽ tưới nước để giữ ẩm cho hạt giống nhanh nảy mầm. Sau khi tưới nước xong rồi thì mình sẽ lấy lưới che lại để phòng chim chuột cắn phá cây mầm của mình nha. Hạt xà lách sau khi gieo được 2 ngày là hạt sẽ nảy mầm và khoảng 4-5 ngày thì mình sẽ được một chậu xà lách giống y như vậy. Cây xà lách thích sống trên một nền đất có độ ẩm vừa phải, không ưa động nước, cho nên chậu trồng xà lách thì phải đục lỗ thoát nước tốt. Đặc biệt là giai đoạn cây con này, cây xà lách không cần nhiều nước. Khi nào thấy đất gần khô thì mình tưới, đất còn độ ẩm như vậy thì không cần phải tưới. Mình mà tưới nước thường xuyên quá, tưới nhiều quá, cái chậu đất lúc nào cũng ẩm ướt á, thì cái bộ rễ xà lách của mình nó sẽ không có phát triển được. Cây sẽ chậm lớn vàng lá, nếu như tưới dư nước nhiều quá thì cây sẽ chết luôn nha. Rồi ở giai đoạn cây con này, khi cây ra được 4-5 lá thật rồi đó, mình muốn cây lớn nhanh hơn, cây to mập hơn thì các bạn dùng phân nào có hàm lượng đạm cao đó, mình pha thật là loãng ra rồi mình tưới cho cây. Tầm 4-5 ngày mình sẽ tưới cho cây một lần. Phân có hàm lượng đạm cao thì các bạn có thể dùng dịch trùng quế nè hoặc là phân cá, nhưng nhớ pha loãng ra nha. Ở giai đoạn cây con này mà mình tưới đậm quá thì cây rất là dễ bị sốc phân và chết. Mình pha loãng hơn, hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất nha. Rồi khi cây đã lớn vậy rồi thì mình tiến hành bứng cây trồng sang chậu lớn, chứ mình trồng chung vậy thì rất là chật, không gian hẹp vậy thì cây không có phát triển được ha. Lúc bứng cây con ra thì các bạn bứng sao hạn chế đứt rễ nhất có thể là được nha. Hiện tại thì trong chậu này có hai giống xà lách nha các bạn. Hôm trước mình gieo xà lách tím rồi, mình quên mình gieo thêm xà lách ruby vào trong đây nữa. Rồi sau khi bứng xong thì mình sẽ tiến hành trồng cây con vào trong chậu khác. Đất để trồng cây này thì lúc đầu mình đã chia sẻ với các bạn cách trộn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng tách từng cây con ra. Một chậu như vậy thì mình trồng khoảng 4 đến 6 cây xà lách thôi nha. Chậu để trồng xà lách hôm nay thì mình dùng đây là chậu thông minh, có chiều dài 60 ngang 40, có đục 4 lỗ thoát nước bên hông, cách đáy là một lóng tay nha. Vườn mình á, thì chậu nào mình cũng đục lỗ thoát nước bên hông hết á, mình không có đục lỗ dưới đáy. Lỡ mình tưới nước có dư thì nước nó cũng đọng lại trong chậu chứ nó không có chảy xuống sàn làm dơ sàn vườn của mình ha. Mình đục lỗ thoát nước sao cho mà nước tưới dư có đọng lại trong chậu thì chỉ đọng lại một ít thôi nha, chứ không được đọng nhiều nha. Nước mà trong đó nhiều quá thì cây rất là dễ bị úng rễ đó.
Rồi bây giờ mình tiến hành trồng cây xà lách vào trong đất nè. Lúc trồng thì các bạn cho đất ôm trọn bộ rễ thôi. Đất vừa chạm tới cổ rễ là được rồi, đừng có trồng sâu quá. Mình trồng sâu quá, đất chui vào trong ngọn non của cây sẽ làm cây bị úng thân nha. Trồng cây xà lách này thì các bạn nên trồng vào buổi chiều mát. Qua một đêm dài không có nắng thì cây của mình nó đỡ mất sức và không có bị héo. Rồi nếu như mình trồng xà lách vào buổi sáng hoặc là buổi trưa đó, để cho cây không bị héo thì sau khi trồng xong mình sẽ tưới nước và che mát liền cho cây. Cây xà lách mà mình bứng dời từ chậu này sang chậu khác như vậy thì cái bộ rễ nó rất là yếu, nó chưa có bắt đất được đó. Cho nên sau khi trồng xong á, thì mình chịu khó che mát cho cây tầm 4-5 ngày. Ngày có nắng thì mình che, đêm không có nắng thì mình mở ra. Mình cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào cây khỏe hẳn, không còn héo nữa thì mình không cần phải che đậy gì nữa nha. Trong khoảng thời gian một tuần sau khi trồng thì mình chỉ tưới nước cho cây thôi. Mỗi ngày mình chỉ cần tưới nước cho cây một lần vào buổi sáng và mình che mát cho cây được rồi. Không được tưới phân gì trong giai đoạn này nha các bạn. Bộ rễ của cây còn rất là yếu. Mình tưới phân cho cây trong giai đoạn này cây rất là dễ bị chết nha. Rồi cây sau khi trồng mà mình thấy nó ra được 1 đến 2 lá mới rồi đó, thì mình sẽ pha loãng phân tưới cho cây nhanh lớn nha. Phân hôm nay mình tưới là phân cá, mình dùng là 100ml phân cá, mình pha với 20 lít nước mình tưới cho cây. Tầm 5 ngày mình sẽ tưới cho cây một lần. Cách ủ phân cá này thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi, bạn nào quan tâm thì vào phần mô tả xem lại video đó giúp mình. Ngoài phân cá ra thì các bạn cũng có thể thay thế bằng phân gà viên cũng được luôn nha. Phân gà viên cái hàm lượng đạm rất là cao, khi dùng các bạn nhớ dùng ít thôi nha. Như cái chậu này thì các bạn dùng khoảng gần nửa nắm tay thôi, bón thưa thôi, bón nhiều quá là cây xà lách sẽ bị cháy lá đó. Phân gà viên thì nó có nhiều loại lắm, hôm nay thì mình dùng cái loại phân gà viên của Nhật này nha. Hôm trước thì mình có chia sẻ với các bạn có loại phân gà viên trong cái bao màu trắng, thì hôm nay mình mua cái bao nó hết rồi nên mình mua cái bao màu xanh này. Mình thấy loại nào dùng cũng được hết nha các bạn, nhưng nhớ bón ít thôi. Cái bao màu trắng kia cũng 15kg mà mình mua 215.000, còn cái bao màu xanh này cũng 15kg mà mình mua 150.000. Sau khi mình rắc phân gà xong á, mà cái chậu của mình nó ít đất quá thì mình thêm đất vào để cho cây xà lách nó đủ đất ăn nha. Còn cái chậu mình đất nhiều quá rồi không còn chỗ để chứa đất nữa, thì sau khi mình rắc phân xong thì mình sẽ tưới nước cho cây thôi chứ mình không có rắc thêm đất nữa. Rồi sau khi mình bón phân gà cho cây được khoảng 2 lần thì cây xà lách của mình bây giờ đã lớn vậy nè, mình bắt đầu thu hoạch ăn dần là được rồi. Lúc thu hoạch thì các bạn tỉa lá từ ngoài vào trong, một cây như vậy thì mình tỉa khoảng 4 lá thôi. Mình chừa trên cây khoảng 5-6 lá. Cái giống xà lách tím này nó rất là chậm ra bông, cho nên khi thu hoạch thì mình cứ lặt lá phía ngoài mình ăn hoài vậy đó, chứ mình không có nhổ cả cây nha. Mình thu hoạch được rất nhiều lần luôn đó. Rồi để cho cây xà lách lúc nào cũng phát triển tốt và ra lá nhiều thì thu hoạch khoảng 4-5 lần mình sẽ tưới phân cho cây một lần. Ngoài phân gà, phân cá ra thì các bạn có thể thay thế bằng phân rác nhà bếp nè, phân bã đậu hoặc là phân bánh dầu đều được nha. Để phòng sâu bệnh cho cây thì tầm 10 đến 15 ngày mình sẽ phun dầu nem min cho cây một lần, hoặc là các bạn có thể phun phòng bằng nước gừng tỏi ớt cũng được luôn nha. Mình trồng cái giống xà lách này nhiều vụ rồi, mình thấy cái giống xà lách này nó kháng bệnh rất là tốt, không có thấy bị sâu gì hết á. Cây xà lách nó không có ưa tưới nhiều nước đâu, khi nào mình thấy đất gần khô thì mình tưới, đất còn độ ẩm thì không cần phải tưới đâu nha các bạn. Mình tưới nhiều quá thì cây xà lách mình rất là dễ bị úng rễ đó. Mấy cái bụi xà lách này nè, mình đã vặt lá ăn rất là nhiều lần rồi, bây giờ cây cũng chuẩn bị ra bông rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhổ cả cây và thu hoạch hết vườn luôn nha. Mùa hè nắng nóng này rất là thích hợp để trồng cây dưa nha, trồng các loại dưa luôn. Mình thu hoạch xà lách xong rồi mình xử lý đất để trồng dưa. Vụ hè này thì mình sẽ tranh thủ trồng dưa hấu nè, dưa lưới, dưa leo và dưa lê. Hôm trước mình có chia sẻ mấy cái chậu dưa leo giống Nhật của mình đó các bạn, dưa leo kiếm và dưa leo vip Nhật đó, mọi người rất là thích. Cái trái nó dày thòn hà, mà nó sai quả nữa. Mình đã trồng hai cái giống nó thành công trên vườn nhà mình rồi. Xong cái video xà lách này rồi mình sẽ tranh thủ trồng dưa leo và mình chia sẻ với các bạn cách trồng dưa leo giống Nhật nha. Mình trồng trên sân thượng, vườn mình nhỏ lắm, không có nhiều chỗ để trồng cây các bạn ơi. Mình muốn trồng cây này thì phải tranh thủ thu hoạch cây kia.
Sau khi thu hoạch xong mà mình ăn không có kịp đó các bạn, thì mình để yên vậy nè, mình cho vào bao ni lông, mình cột kín lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ha, đừng có rửa nha các bạn. Mình rửa thì cái salad mình không có bảo quản được lâu đâu, có nước thì cái salad nó rất là nhanh úng. Mình nhận được khá là nhiều yêu cầu chia sẻ cách trồng mướp và bầu vụ hè này mà vườn mình còn chỗ đó, thì mình chia sẻ với các bạn cách trồng mướp và bầu nha. Cái cây xà lách này mình trồng vào mùa hè nè, mình thấy cái cây nó đã to rồi. Còn khi mình trồng vào mùa đông á, cái cây nó còn to hơn nhiều nữa. Một cái chậu này mình trồng 4 cây mà chật cứng luôn. Các bạn xem video thấy hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh miễn phí tại đây nha. Nhớ nhấn rung chuông luôn nha các bạn. Khi các bạn nhấn rung chuông thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn khi mình đăng video mới đó. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì các bạn hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới hay hơn nha.